mình không chấp nhận đi làm từ thiện mà phải lút lót cho nhà nước mới được làm từ thiện, và chấp nhận mất cái phần tiền đã hạ chân lắm và giải tán luôn. Đấy. Cho nên ở Việt Nam đó, ở cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, theo con đấy bố ạ, cái chủ thuyết cộng sản đó, nó là một thứ tà giáo, thế giới cái đám nó sai lầm, và cái chế độ cộng sản xét như là một chế độ cộng sản xét như là một chủ thuyết một, thì nó là một thứ tà giáo. Cộng sản xét như là một chế độ thì nó là một cơ chế tội ác xuyên quốc gia, đa quốc gia, một cơ chế tội ác toàn cầu, và một cơ chế tội ác ác nhất từ trước đến nay trên thế gian là người ta có thể thấy. Và bên công giáo chúng con ngày xưa nói vắn tắt cộng sản là ma quỷ, con tin đúng là như vậy. Cộng sản làm hiện thân của ma quỷ, con tin đúng là như vậy. Cộng sản nhá, chứ con không nói người theo cộng sản là ma quỷ. Con không nói người theo cộng sản là ma quỷ. Người theo cộng sản là những người lầm lạc. Lầm lạc vẫn là con người, vẫn là hình ảnh của trời, nhưng họ lầm lạc học theo đường ta. Nhưng con nói chung chế độ cộng sản nó là hiện thân của ma quỷ. Vì ma quỷ nó xấu xa, nó độc ác, cho nó thấy người khác làm điều thiện nó chịu không nổi, cho nên nó không cho người ta lập bệnh viện mới làm từ thiện. Vì ma quỷ nó là điều, nó là sự tối tăm, cho nên thấy các tôn giáo mà dạy người khác sống ngay lành nó lại mở mang trí tuệ, thì nó chịu không nổi, nó không cho lập trường. Và con ở Việt Nam có kinh nghiệm điều này, và đừng có ai thuyết phục được con điều ngược lại. Con tin nó là như thế vì con thấy nó hàng ngày. Khổ vậy, cho bây giờ muốn làm người lương thiện ở Việt Nam khó lắm cha. Có một anh nhà văn ngoại giáo ở Hà Nội, anh ấy biết cái chuyện chị cả bông. Anh ấy bảo ở cái đất nước này bây giờ muốn kiếm người lương thiện chỉ còn có cách vào tù. Kết luận câu chuyện mà đúng như vậy, đúng như vậy. Ví dụ như bạn bè con đây, bây giờ hầu hết cái anh bạn tốt ấy đang nằm trong tù cả. Đúng vậy. Các tôn giáo không được tự do và bình đẳng để làm việc thiện. Còn bây giờ chỗ này chỗ kia muốn làm việc thiện được, thường ấy là anh nhà nước anh ấy nắm được rồi. Ví dụ như nếu con là linh mục yêu nước, tham gia ủy ban đoàn kết công giáo yêu nước, rồi tham gia mặt trận tổ quốc, rồi nhậu nhẹt đánh chén với các cán bộ công an, rồi quà cáp hút lót cho cán bộ lớn bé trên dưới, thế là con làm vô tư. Thế là con làm vô tư. Thậm chí nếu con thờ lạnh, con mới nhớ cái lời Chúa nói, cái cám dỗ mà ma quỷ nó nói này: đây cả thế gian, nếu ngươi thờ lạnh ta, ta sẽ cho ngươi cả thế gian này. Ma quỷ nó cám dỗ Chúa, con thấy đúng, nó đang diễn ra Việt Nam. Chỉ cần đó, con biết chỉ cần một linh mục theo cộng sản thôi, theo đường lối chính sách của cộng sản, không cần lộ liễu công khai lắm đâu, không cần lộ liễu công khai, chỉ cần tham gia mặt trận tổ quốc, ủy ban đoàn kết công giáo mà biết điều với cộng sản một tí, mà vùng này cộng sản đang quy hoạch và linh mục đó thuận theo quy hoạch của cộng sản để chọn lấy đất của dân, đảm bảo nhà nước xây nhà thờ cho linh mục đó, xây không luôn, linh mục đó không cần mất một tí tiền nào, có không? Được không? Được. Con đã thấy rồi. Ở thành phố Hà Nội, ngoại thành Hà Nội thuộc huyện Chương Mỹ, có một linh mục tham gia, nhà linh mục đó thuộc giáo phận Hưng Hóa, tham gia ủy ban đoàn kết công giáo và mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội, tham gia mặt trận tổ quốc và ủy ban đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội, lập tức mặt trận tổ quốc trung ương cho vị linh mục đó một cái xe Mercedes, và tất nhiên là xe cũ rồi. Thứ hai, lập tức chính quyền Hà Nội nhá, nhà cầm quyền Hà Nội xây cho vị linh mục đó một cái nhà thờ và cho cái họ đạo đó một cái nhà thờ. Lễ khánh thành nhà thờ, đức cha đến làm phép, chính quyền ra báo cáo trong thánh lễ là xây nhà thờ, con đến con thăm, được mời đến tham dự lễ khánh thành nhà thờ. Con nghe chính quyền đến báo cáo, con biết chính nhà cầm quyền xây trắng cho cha đó một cái nhà thờ, đã vậy tặng không một nhà thờ ngay trong thánh lễ tạ ơn đấy, tiệc trong thánh lễ tạ ơn mời hàng nghìn người đó, tiền chi phí tiệc tùng đó chính quyền bao hết, kinh trưởng. Con đi dự cái buổi đó xong về con mới giật mình, thôi chết. Dân mấy người dân đơn sơ thì bảo chính quyền tốt bụng, chính quyền đẹp, đâu có biết đâu, nó đi đêm với vị cha xứ đó và nó tìm cách cướp đất của vùng đó mà mình yên lặng. Và cuối cùng nó khống chế tất. Con không muốn nói tên nhà thờ đâu, không nói tên linh mục, ai muốn gặp riêng nói, con nói, con chỉ rõ địa chỉ. Nhưng mà nói chung thì không nói, nhưng con nói là có bằng chứng thuộc giáo phận Hưng Hóa, đức giám mục đến làm phép khánh thành nhà
ở ngay sát thị xã Hà Đông, ngay sát Hà Đông, bây giờ là thuộc Hà Nội. Đấy, không cho làm từ thiện, muốn làm từ thiện đấy thì phải cúng tiền cho nhà nước đó là mới được làm. Hỏi tự do tôn giáo ở đâu? Còn nếu mà nhà nước mà không nắm được những vị chức sắc tôn giáo đấy ấy, hoặc là các vị chức sắc tôn giáo không có cúng tiền cho nhà nước đi đêm cách nào đó thì mình đi làm từ thiện làm việc bắt ấy. Theo luật bây giờ đâu có được làm. Thậm chí không phải chỉ mình, mà ở Việt Nam từ 4-5 năm nay nó có cái luật khốn nạn thế này. Tức là các cơ quan đoàn thể không có được phép tự do quyên tiền và làm từ thiện, chỉ có Mặt trận Tổ quốc Trung ương mới được. Cho nên các cơ quan đoàn thể xã hội của Việt Nam không phải các tôn giáo đâu, muốn làm từ thiện cũng phải gom hết những cái đồ mình kiếm được, tiền mình kiếm được gửi về Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Rồi Mặt trận Tổ quốc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc chia cho tỉnh, huyện, xã, làng nào ai mới được, chỉ họ mới được độc quyền làm từ thiện. Cái cộng sản nó quái đản như vậy. Ai bảo cộng sản này? Cái con nghiên cứu lịch sử Việt Nam trước, con học cao học lịch sử Việt Nam ở Đại học Quốc gia của chế độ này, chế độ cộng sản, xét lại một điều là con thấy chính sách của nhà nước cộng sản Việt Nam từ trước đến nay nhất quán trước sau như một trong cái việc đối xử với dân, chính sách nhất quán trước sau như một. Tóm lại một lời, nội dung của những chính sách đó toàn là chính sách ăn cướp cả, và toàn là chính sách nhằm khống chế người dân, bóp chết người dân. Tắt một lời con thấy nó là gì? Từ luật đi đường, luật lớn luật bé đều thế cả, toàn là những chính sách làm lợi cho quan và làm hại cho dân. Toàn là chính sách làm lợi cho quan và làm hại cho dân. Và các cái chính sách của họ nó cứ luẩn quẩn thế này, cải tổ đổi mới đối với họ là về, hoặc là về cũ, hoặc là luẩn quẩn thay đổi, nhìn nhố nhăng. Ví dụ như chữ hát, mình hát viết theo kiểu truyền thống, nó có cái đuôi này, nó mềm mại, nó đi lên đi xuống này, thì cái cách giáo dục của họ là chữ hát thay vì viết thế này thì bây giờ phải đặt từ thế này, kéo này, nó là này, như thế này. Nó vậy, nó nhố nhăng vậy. Rồi nữa, không có tự do tôn giáo ở cái điểm thứ 6 này, đó là nhà nước trực tiếp can thiệp vào các cái sinh hoạt nội bộ của tôn giáo. Những cái kia là xa xa rồi, nhưng cái sinh hoạt thiết thân nhất của các tôn giáo là chương trình lễ lạy. Chương trình lễ lạy, nhà nước Việt Nam được phép đòi các tôn giáo phải trình chương trình lễ lạy cả năm. Đòi chương trình lễ lạy cả năm. Mà có cha mới sinh sự, mới nói mấy cái bố cán bộ để hành sách đó còn. Lễ tội nó tùy nhu cầu người dân, chứ đòi trình hết chương trình chi tiết cả năm, làm sao tôi biết? Ví dụ xứ tôi, làm sao tôi biết ông nào bà nào chết ngày nào mà trình cho ông biết để mà cử hành lễ tang cho người ta. Đòi trình trước chương trình lễ lạy cả năm. Quý vị ở đây có thể về kiểu sao soát được, về gõ lên cái trang mạng về tôn giáo Việt Nam, ban tôn giáo chính phủ, gõ vào cái chữ ban tôn giáo chính phủ trong Google, xong vào cái mục gọi là pháp lệnh tôn giáo với lại nghị định tôn giáo thì thấy nó quy định các tôn giáo phải trình chương trình lễ lạy hàng năm ngay, không phải chung cả năm, mà có khi từng lễ họ vào họ đòi những cái lễ quan trọng họ vào trước, họ đòi mình trình trước cái chương trình chi tiết của từng lễ. Cho nên mới có chuyện là một cha bạn con ở Cẩm Sơn thuộc huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam, thuộc tổng giáo phận Hà Nội, lễ Giáng sinh đang bận trăm ngàn thứ chuyện lễ Giáng sinh, lo giải tội, lo tổ chức lễ thầy văn nghệ, thế mà các đoàn cán bộ huyện với tỉnh cứ suốt ngày vào sách nhiễu cha, đòi trình cho biết chương trình lễ lại thế nào trong dịp lễ Giáng sinh. Khi có đức tổng giám mục xuống, thế cha đó, cha thấy quý giày quá chịu, cha quay sang cha chửi, cha bảo mấy cái bố này vớ vẩn, các bố vô thần vô đạo, biết gì về lễ lại tôn giáo chúng tôi mà đòi chúng tôi trình chương trình, biết. Còn nếu muốn đất lên mà hỏi đức tổng giám mục, thôi đi mà nước mà xem về chương trình lễ lại. Còn cái này là cộng đồng lấy ngay cha thấy thế này, tức là họ đòi kiểm soát chương trình đào tạo linh mục tu sĩ trong cháu này. Trong các chủng viện ở Việt Nam, chương trình đào tạo thế nào phải trình cho họ để họ duyệt. Lịch sử Việt Nam á, thực chất là lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cuối cùng là cũng là học cộng sản cả. Và họ cho người của họ vào dạy trong chủng viện, chứ không phải là mình được quyền chọn người của mình. Ví dụ như bây giờ bảo có linh mục nào mà hiểu biết về lịch sử Việt Nam, có bằng cấp về lịch sử Việt Nam dạy môn đó trong chủng viện, họ không cho đâu. Họ bắt đưa người của họ vào dạy thôi.
cái đảng như vậy. Tức là mình họ can thiệp vào chuyện chuyện giảng dạy ở trong chủ viện. Rồi gì nữa? Họ can thiệp vào chuyện phong chức các linh mục giám mục. Để đi tu, để làm linh mục, để làm giám mục, họ can thiệp, họ duyệt mới được. Còn không duyệt nữa là họ coi là trái phép. Ngày xưa họ gọi là chui, và người bình dân cũng gọi là chui. Như con đây được kể là chui. Chui là chỉ chui về phía chính quyền, và là chính quyền họ coi con là linh mục bất hợp pháp. Chứ còn về phía giáo hội là vẫn hợp pháp hết, từ A đến Z. Đấy, con phải nói rõ như vậy. Chứ không có nhiều người lại bảo là làm gì trên thế gian này có cái chuyện linh mục chui bao giờ. Cho mình phải hiểu cái chữ chui trong hoặc kép. Còn nếu mà mình cố tình xuyên tạc là đầu mình không bình thường. Họ can thiệp vào, ai không vừa mắt họ, họ không cho. Các linh mục muốn chuyển từ xứ này đến xứ nọ, từ địa phương này đến địa phương nọ phải có phép của họ. Nếu không có phép của họ không được chuyển từ xứ này đến xứ kia. Đấy, can thiệp vào chuyện bổ nhiệm. Tòa Thánh Vatican muốn phong chức một ông, một linh mục A làm giám mục, đưa tên linh mục A lên cho họ. Họ nghiên cứu cả mấy năm, họ thấy không được, họ bảo không được. Thế là Tòa Thánh phải chịu. Lại đưa ông B, linh mục B lên, họ nghiên cứu mấy năm mà bảo không được. Tòa Thánh lại phải đi kiếm linh mục C. Cho nên có những khi có những giáo phận để bổ nhiệm được một giám mục phải đợi mười mấy năm. Mà con biết giáo phận Hưng Hóa, giáo phận Hưng Hóa để bổ nhiệm được vị giám mục là Đức cha Phạm Huy Chương. Con nhớ là từ lúc Đức cha Hiểu chết năm 91 cho lúc Đức cha Chương lên làm giám mục là năm 2003, con nhớ không nhầm đó, con nhớ không nhầm, là mất 12 năm mới bổ nhiệm được giám mục của một giáo phận. Đang thì ở trên thế giới 12 năm đó có khi đã hai đời giám mục rồi, có phải không bố? Đấy, đấy cha xưa kia. Cho nên họ chỉ chấm những ai vừa mắt họ thôi thì mới được làm giám mục. Và họ, ngày trước họ duyệt chủng sinh chỉ những ai vừa mắt họ thì họ mới cho vào làm chủng sinh. Rồi làm chủng sinh rồi họ lại khống chế vừa mắt họ mới cho phong chức linh mục. Rồi lúc chuyển từ địa phương này đến địa phương khác, vừa mắt họ mới cho chuyển đến. Ví dụ bề trên muốn con đến cái giáo xứ Tây Hà mà nhà cầm quyền Hà Nội nó không muốn. Nếu con là linh mục chiều, con đây là linh mục dòng mà đối với họ là linh mục chui, nó không làm gì được. Nếu muốn chuyển đến giáo xứ đó mà nhà nước không muốn là chịu đấy. Họ bảo đến đó ở, họ bảo mình cư trú bất hợp pháp. Nếu mình ra làm đấy, họ bảo cử hành việc tôn giáo bất hợp pháp. Có quá, họ phá. Cho nên có chuyện rằng là cha, một cha bảo con mà cha này thì không sợ nêu tên. Bởi vì có những người con nói mà nêu tên ra người ta sợ. Cha bảo con là cha Trịnh Duy Công cũng sinh năm 70 như con, cũng tuổi chó như con. Ngài hay giảng dạy về công lý và sự thật, và ngài hay đòi tự do tôn giáo. Ngài là cha phó của xứ Sở Kiện, là xứ rất lớn ở Hà Nội thuộc Hà Nam, mà gần trại tù ba sao đấy, gần trại tù ba sao đấy. Thế ngài giả cái chính quyền vào nói xấu ngài, để chính quyền nói xấu dân, cho chính quyền dùng dân để khủng bố ngài. Ngài lên nhà thờ ngài nói cán bộ công an chính quyền muốn làm việc gì với tôi trực tiếp vào gặp tôi, đừng đi nói với giáo dân để mà đe dọa tôi không sợ đâu. Còn cán bộ công an có muốn bắt tôi thì cứ bắt, có muốn đưa tôi vào tù thì cứ đưa tôi vào tù. Ở cái giáo xứ này có chạy tù ba sao rồi, cha Lý đang ở đó, mà bây giờ có cha Công vào đó nữa, Công với Lý ở tù thì đẹp phạt lắm. Ngài giảng cái cho tôi nào gặp tôi, còn đừng có đi nói linh tinh. Ngài bảo rồi là công an tỉnh Hà Nam đe dọa là trục xuất ngài đi khỏi cái giáo xứ đấy, không cho ngài ở giáo xứ đó. Mà linh mục thì không, linh mục của linh mục chiều á, linh mục giáo phận chứ mà linh mục dòng, linh mục chiều thì không ở giáo xứ này thì phải ở giáo xứ kia, đúng không? Thế mà để đe dọa trục xuất ngoài khỏi Sở Kiện, ngài lên nhà thờ ngài giảng, còn cán bộ công an nếu muốn tôi đi khỏi địa phương này thì diệu hồn phải đi nói tốt với về tôi, phải nói tốt về tôi. Nếu muốn tôi đi khỏi địa phương này phải nói tốt về tôi, chứ đừng đi nói xấu tôi với dân, và đừng đi nói xấu tôi với những địa phương khác. Bởi vì nếu cứ đi nói xấu tôi như vậy, những địa phương khác người ta sợ người không đón nhận tôi thì tôi cứ ở đây mãi cho mà biết. Chuyển mình có phép mà. Nếu mà chuyển linh mục nó đi nơi khác mà địa phương khác nó không nhận